Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Thành Hàng Châu. Ôi, hay quá. Ồ, hay, hay lắm. Hay, hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Hay, hay lắm. Hay. Hay. Tiếp đi, tiếp đi. Tiếp tiếp. Cha. Cha. Nhẹ 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 tay thôi cha. Dạ nhẹ nhẹ thôi. Đau đau con, đau con. Tiểu tử nhà ngươi còn chưa thuộc ba điều gia quy mà đã muốn chuồn đi. Không được gây sự, không xin thị phi. Gãy xe luôn. Không rồi. Được gây chuyện thị phi. Sao mà bị đánh dữ vậy? Đúng gì mà lạ. Nhìn chưa? Thôi đi. Có phải là cha ruột không vậy? Thôi đi. Đi làm chén trà đi. Rồi, xin mời. Sảng khoái quá. Chứ còn gì nữa. Lão già nhổ ra cả người tôi mát lạnh. Lôi lão già thấy ghét quá. Còn bài đặt bất cỡ nữa chứ. Đi. Tưởng Đương Tử à, sưng hô thế nào đây? Nhà cô ở đâu vậy? Tối nay tới phủ uống rượu với ta có được không? Bắn đi. Hay lắm. Wow. Hai con bạn thì thưởng bạc, không có bạc thì vỗ tay. Đa tạ các vị. Wow, vị thiếu hiệp này tướng mạo chẳng những anh tuấn mà ra tay cũng hào phóng quá. Tiểu nữ tử đúng là mở mang tầm mắt. Dạ, hay thiệt chứ. Vậy mà cũng nói là hào phóng đó hả? Ai vậy? Đúng rồi. Lôi lão già, đã tạ ngài đã ban thưởng nhưng mà ngài cho nhiều ngân lượng như vậy, chúng tôi không nhận nổi đâu. Cái này không phải là ta thưởng cho ông đâu, mà là tiền tiểu nha đầu này bán thân cho ta đó. Cái gì? Ông bị điếc hả? Tiền bán thân mà còn chưa hiểu hay sao? Ngân lượng thì ông cứ nhận đi, còn người á là của bọn ta. Đi theo ta. Lão già, các người đang cưỡng ép dân nữ, còn có dương pháp nữa hay không? Dương pháp hả? Ở Hàng Châu này ta chính là dương pháp. Người mau cút đi cho ta. Sao các người đánh người? Thật không có dương pháp mà. Chạy đi. Nhìn lên. Tôi đừng đang bảo sát thân đó. Các người lên cho ta. Ngươi là ai? Thiếu Lâm, Phương Thế Ngọc.
Từ quả tương lưng tới kìa, bỏ chạy thôi. Chạy. Sợ nước. Chạy đi. Sao không chạy nữa? Lôi phu nhân, là tướng công mà muốn cưỡng ép tôi, còn đánh chết cha của tôi, đây cũng coi như là ăn miếng trả miếng. Hỗn sự. Ở Hàng Châu mà ngươi dám coi thường Lôi gia ta sao? Lôi phu nhân, có cơ quan có đầu nợ có chủ. Ừ. Nhưng chuyện tướng công mà bị thương là do hắn làm. Ừ. Bà muốn giết thì giết hắn đi. Hả? Hai người các ngươi đều phải chết. Lôi phu nhân ơi, bà đừng vậy mà. Tôi đưa hết ngân lượng trên người cho bà, sau này làm trâu làm ngựa tùy bà xử trí. Mà nhảy đi. Đánh chết ta cũng không nhảy. Thà là bị bắn chết. Đâu rồi, nó không nhảy mà. Mẹ ơi! Kéo hồ lô đây. Thế Ngọc. Thế Ngọc. Quậy đủ chưa? Thế Ngọc. Không hứa, không có ích gì. Con chúng ta đã chết rồi. Con của chàng mới chết đó. Thi thể con thiếp còn chưa tìm thấy và đã làm tan. Chàng có giả tâm gì đây? Phương Đức, Miêu Thúy Hoa này với Phương gia chàng ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay không còn qua lại. Phu nhân bớt giận, giận quá hại thân đức. Phải đó, thưa phu nhân. Phương sư phụ. Phu nhân, những lời nàng nói lúc nãy có hơi nặng rồi. Hả? Nặng lắm sao? Nặng không? Trời ơi, các người khóc tiếp đi, đừng có dựng lại. Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Thấy Ngọc gửi thư về, mọi người đang đóng kịch mà thôi. Tam đệ vẫn bình an vô sự, chỉ là sợ liên lụy đến người nhà, nên bây giờ Mai Danh ẩn tánh ở Nhai Thành, mở một y phường đó. Lý Tiểu Hoàng phái tay mắt ngày đêm canh chừng ngoài phủ, cha và Di Nương mới nghĩ ra màn kịch này. Đợi khi nào qua cơn sóng gió thì mọi người sẽ đón Thế Ngọc quay trở về đây. Nhịn lên, khóc tiếp đi, khóc thảm thiết vào. Khóc. Thế Ngọc sư huynh, đứa con tội nghiệp của ta,
Từ nhỏ mẹ đã không cho con một tuổi thơ vui vẻ, suốt ngày cứ bắt con ngâm mình trong thảo dược, còn đâu phải là thuốc giận chứ. Ơi con ơi, gì nữa? Nàng diễn quá lố như vậy khiến ta không thể nhập vai được. Nàng có thể nghĩ tới cảm nhận của ta một chút không? Thế Ngọc ơi, nếu lúc ở thành Hàng Châu cha không đá con ra khỏi xe ngựa thì con đâu có đến nỗi mất mạng như vậy. Cha phải tự chặt hai chân để đền tội. Hài Nhi, Hài Nhi, Hài Nhi. Lưu Huynh, lâu quá mới gặp, khỏe ha? Nè, lò rèn tiểu cương, hai giò rượu gạo, một cặp chân gà, nhanh lên. Quê, tiệm qua Mỹ Mỹ, 4 bình băng hồng trà, 1 phần mì lá ha. 1 phần cá sốt tương, tiệm cầm đồ số 72. Dẫn qua lâu, 5 phần gà ủ cây, 4 con vịt quay. À, Bảo Y Phường, 1 con vịt quay, 1 cân qua điêu. Đại Lục Thực Phủ, 4 dĩa xíu mại. Thuận phong thuận thủy, giải cứu đôi chân. Chị ba sư phụ bạc, à, đợi chút đã. Sư phụ khoan đi đã, đến quán Tọ Phong Lâm ngoại thành bao nhiêu vậy? Dạ 8 đồng. Nhanh lên đi. Chàng vụ gì chứ? Xin mời, xin mời. Mời khách quan. Tới tôi chưa vậy? Mọi người đã đợi lâu. Khách quan, xin mời mọi người. Hôm nay bỗng tìm ra thêm nhiều mẫu mới. À, Bảo Y Phường chúng tôi tuyệt đối không mai hai kiểu giống nhau. Từ từ xem. Chọn mẫu xong có thể đến quầy đăng ký nha. Đi đi, đi nhanh lên. Đẹp quá. Ta muốn mày kiểu vớt chăn trong nước. Dạ được, quá. Đây cầm thẻ số của cô. Qua bên kia lấy số đo. Nhớ 15 ngày sau đem thẻ lấy đồ. Người tiếp theo. Cô nhớ 15 ngày sau tới lấy đồ. Nhớ rồi. Đa tạ. Tống tiểu thư, đo eo cho ta trước đi. Được thôi, ta đo eo trước. Tống tiểu thư, không cần đo. Cô đã quên, lần trước cô và phu nhân đến bổn tiệm làm thẻ khách quý, ba dòng của cô chúng tôi vẫn còn lưu lại, lật ra là có. Nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Đúng rồi, không thể lấy số đo cũ mà mấy. Khoảng thời gian qua ta đã ốm đi không ít đó. Thảo nào mà dáng của tiểu thư thon thả hơn nhiều, cho nên cần phải đo lại mới được. Nào. À, người làm gì đó? Hôm nay tiệm đông khách như vậy còn ở đây tán ngẫu hả? Tôi đâu có tán ngẫu chứ, tôi với bà chủ chỉ đang bàn kế hoạch 5 năm sắp tới của tửu lầu thôi mà. Cút. Tránh ra. Biến. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Bọn trai tráng bây giờ càng ngày càng lười. Tiền công thì ba cọc ba đồng, muốn xin cũng không thể xin nổi. Ê, bà còn dám binh vực cho nó, sau này không được ăn nói kiểu đó nữa. Ê, ngủ gia. Đã chuẩn bị sẵn cho ngài một giò rượu thượng hạng. Nhục trúc thanh. Mời. Đây, ngủ gia. Tửu lâu của ngươi năm nay cần phải nộp phí kinh doanh, phí vệ sinh, phí giết mổ động vật, thải khói ra không khí. Còn nữa, ngươi phải nộp thêm một khoản nữa là phí hành phòng nhiễu dân. Tổng cộng 10 loại phí gom lại thu một lần. Số tiền phải thu là 15 lượt. Nhưng không, không phải ngủ gà, tôi đâu có hành phòng đâu. Nếu ngươi không hành phòng, sao lại có người nghe tủ lâu của ngươi nửa đêm có tiếng nữ tử trên la? Tuyệt đối không có mà, ngủ gia. Ngài đừng có tin lời của bọn tiểu nhân, không 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 có đâu mà. Ngài xem không thể nào. Ngươi xem ngươi còn dám nói nữa, sau này nhỏ tiếng lại là được rồi mà. Ê, trời, ngủ gia, qua đây rồi nói nha. Ngủ gia, từ nhỏ tôi đã vào cung làm thái giám,
Sau đó vì đắc tội với người ta nên mới bị đuổi ra. Hả? Là thật đó. Tôi tuyệt đối không gạt ngài. Ngài không tin hả? Nè, sao ê, nè. Đừng có làm ta sợ. Mau mặc lại đi. Được rồi, được rồi. Phí hành phòng nhiễu dân này ta miễn cho ngươi đó. Chỉ thu những phí kia tổng cộng là 10 lượng. Ngũ gia, tôi có gì mà tôi không phục sao? Không phục cũng phải phục. Phục. Ngài đợi một chút nha. Tên khốn Đoàn Ngũ này đi khắp đường lớn nhỏ kiếm chuyện, đáng bị đánh thiệt. Phương Thế Ngọc, ừ? Ta cảnh cáo huynh, quan phủ đang đi khắp nơi bắt khâm phạm, làm ơn an phận giùm, đừng có đi sinh sự nữa. Nè, sao cứ mang gia quy nhà người ta ra nói vậy? Bây giờ nếu ta không phải là Phương Thế Ngọc cái gì? Huynh là Miêu A Bảo. Ngũ gia đến rồi. Chào Ngũ gia. Sơn Hào hả gì? Xem ra các ngươi cũng kiếm được không ít à. À, đâu có. Thì cũng đều nhờ phúc của Ngũ gia mà. Nè, chúng ta cùng ăn đi. A Bảo huynh đệ hình như không muốn. Ngũ gia. Chết rồi. Ngũ gia, ngài không sao chứ? Tình huống chẳng sống sao? Đâu? Đây, Ngũ gia. Nè, các ngươi, năm nay phải nộp phí kinh doanh, phí vệ sinh, phí nhuộm vải và cắt may, xếp hàng lấn chiếm lối đi. Còn nữa, người cố ý tấn công người thi hành công vụ, ngoài ra sống chung phi pháp, trái thuần phong mỹ tục, loại phí này phải thu theo tháng, tổng cộng thu 15 loại phí là 27 lượng. Ngũ gia, cái này thì tôi chưa hiểu lắm. Tôi và hắn chỉ hợp tác làm ăn, không có sống chung. Mà ban ngày ra vào chung một nhà không tính là sống chung được. Thưa cô nương, sống chung phi pháp không phân biệt ban ngày hay ban đêm đâu. Chỉ cần nam nữ chưa thành thân ở chung một nhà chính là phi pháp rồi. Vậy thành thân rồi thì sao? Ai mà thèm. Ta đâu có nói là cưới cô. Nhìn ta gì? Muốn thành thân với ta? Vậy thì nộp mau đi, ta còn tới tiệm khác. Ngũ gia, đây là ngân lượng, ngài cầm đi. Thu minh cô nương. Hả? Thiếu ca. Đang có chuyện gì vậy? Trời ơi, Đoàn Ngũ gia cũng ở đây sao? Ơ chà, nhị đương gia, Khiếu ca, sao hai người lại tới đây? Bọn ta tới lấy hàng. Ngũ gia, ngài là đang... làm chuyện công thôi. Thế đạo gì đây? Mặc cho loại người như hắn hoành hành bá đạo. Bỏ đi. À đúng rồi, Thu Minh cô nương. Đây là hàng vô tích động phủ cận, cô xem đi. Dạ được Khiếu ca. Vị đương gia, huynh phải quản hắn ta mới được đó. Cái tên khốn này suốt ngày chỉ biết bày trò bóc lột bá tánh. À Bảo huynh đệ à, chuyện này không phải là bọn ta không muốn quản. Không sai, Đoàn Ngũ này chính là tên cáo mượn quay hùng. Nếu không nhờ Bạch Hổ Trại, Trương Cẩm Hồng chống lưng cho hắn, ai mà chịu cho hắn ức hiếp chứ? Mọi người không phải là sợ hắn đâu, mà là sợ người đứng sau lưng của hắn kìa. Trương Cẩm Hồng là người thế nào khiến Tiêu Cục các huynh phải nể ba phần? Nói nể thì cũng không hẳn, nhưng mà bao nhiêu năm qua bọn ta nước sông không phạm nước giếng. Hay lắm. Có chuyện gì vậy? Hồng gia đang có tâm sự gì sao?
Hảo huynh đệ của ta là Lôi lão hổ, tháng trước bị thập hổ thiếu lâm Phương Thế Ngọc đánh trọng thương ở ngoài đường, tới bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Lôi lão gia ở thành Hàng Châu cũng là một nhân vật lớn, danh tiếng lẫy lừng mà. Phương Thế Ngọc là thần thánh phương nào dám động Lôi lão gia chứ? Hắn bị thương chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà vận chuyển đường thủy bị Lôi phu nhân Lý Tiểu Hoàng đưa cho người khác, hại ta tổn thất không ít. Hồng gia, hôm nay tôi lại đem về một khoản lợi khác, tuyệt đối chỉ tăng chứ không có giảm. Chút tổn thất này ngài đừng có bận tâm làm cái gì. Hay, hay lắm. Dạ, vì để mừng thọ thần 40 tuổi của ngài, tiểu nhân cố tình dâng lên ngài chút quà mọn, xin ngài nhận cho. Hế? Đâu rồi? Ôi chà, Hồng Dạ, đây nè. Thần kỳ dữ. Hay lắm. Trương trại chủ, đây là lễ vật ngũ gia mừng thọ ngài Dạ Minh Châu mang từ kinh thành đến. Vị cô nương này diện mạo thanh tú quá. Hồng gia, vị cô nương này mở tiệm A Bảo Định chế y phường, làm bà chủ, tên là Thu Minh. Hôm nay cố tình mời cô ấy tới diễn cho ngài xem. Vị cô nương này, ta thử cho cô 10 lượng vàng. Tạ Trương trại chủ. Hào phóng thiệt đó. Hào phóng quá. Đại đương gia. Đại đương gia đúng là đại đương gia. Hồng gia, viên Dạ Minh Châu này là tiểu nhân mua mà. Hey, Hồng gia qua võ, quy phong lẫm liệt. Hồng gia qua võ, quy phong lẫm liệt. Hồng gia qua võ, quy phong lẫm liệt. Bảo gia, chúng ta phải biết ơn Phương Thế Ngọc kia. Nếu không nhờ hắn đánh Lôi lão hổ đến nỗi bán sống bán chết thì chúng ta e là không thuận lợi như vậy. Phu thê giống như chim liền cành, đại nạn giáng xuống mạnh ai nấy bay. Lôi lão hổ vừa nằm xuống, Lý Tiểu Hoàng toàn quyền lo chuyện lớn nhỏ trong Lôi phủ, cũng xem như là thanh lý môn hộ rồi. Hả? Nhìn cái gì? Uống đi. Trương Cẩm Hồng, hôm nay các ngươi không ra khỏi chỗ này. Hồng gia, danh quyền vận chuyển đường thủy hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của ta. Cho dù ngài có giết ta, Lý Tiểu Hoàng cũng không bao giờ giao lại cho ngài đâu. Đó là chuyện riêng của bọn ta. Còn về ngươi, dám giành thì phải chết. Hồng gia, đừng giết ta, cái gì ta cũng cho ngài hết. Dạ.
Bao già. Bao già. Ê, cẩn thận. Tô ghen. Ngủ giang ngày mới đến. Thanh thiên bạch nhật cứ quay như vậy không chóng mặt sao? Ôm ấp với nhau còn ra thể thống gì? Ngủ gia, không phải như ngài nghĩ đâu. Ngủ gia, ngài đến đây không biết có chuyện gì không? Đại ca ta Trương Cẩm Hồng kêu ta đến lấy Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu? Hôm đó đã đưa cho Trương trà chủ rồi mà. Dám thâu thiên quán nhật trước mặt bọn ta. Ngũ gia, ngươi du quan cho Thu Minh rồi, tiểu nhân còn lạ gì? Mấy trò của cô ấy không thể nào. Đừng có nhiều lời, mau lục soát. Dạ được. Nè. Ê, ngũ gia, ngũ gia, tìm được rồi, ngài coi. Bắt Thu Minh lại cho ta. Ngươi dám. Ngươi xem ta dám hay không? Sao cứng vậy? Ngũ gia, sao vậy? Hay lắm Miêu A Bảo, ngươi dám đánh ta? Ta muốn đánh ngươi lâu lắm rồi. Lên cho ta. Người thích thực sự ngang tàn không quay ta. Người bóng lột ba tánh có mượn quay hùng nè. Trời ơi, ngủ vậy. Ai bảo kim nè. Tới liền. Ôi trời ơi, khoan đã, đừng chấm to. Ngủ vậy. Lại đi. Ngủ vậy. Chuyện tốt đi đâu. Tế sống. Miêu A Bảo, quỳ quỳ qua chút coi. Miêu A Miêu. Miêu A Bảo, ta đường đường là Ngũ Gia Nhai Thành, ngươi làm vậy với ta? Đánh ta thì đánh đi, còn dùng kim khâu lại. Sĩ khả bất khả nhục, có ngọn thì ngươi, ngươi đánh chết ta đi. Đi mau, đi mau. Miêu A Bảo, có ngon thì ngươi đánh chết ta đi. Miêu A Bảo. Khiên. Nhật lên. Giống chân ta, giống chân ta. Giống chân đau gần chết mẹ. Chưa gặp Ngũ Gia hả? Nhìn vậy mày nhanh. Nhìn vậy. Cấm cười. Nhìn vậy. Phế vật, phế vật. Xoay người lại. Xoay người lại đi. Đi đi. Nhanh lên. Xe này cũng đẹp quá. Miêu A Bảo, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ quay lại. Lấy xe. Ngũ Gia,
Xe này là của ta. Đừng gọi ta Ngũ Gia. Tạm biệt Ngũ Gia. Đừng có gọi ta Ngũ Gia. Miêu A Bảo. Đúng, chính là Miêu A Bảo của A Bảo Y Phượng. Hôm nay tôi đến tìm Thu Minh, vốn định bắt cô ta dâng lên cho ngài. Ai ngờ Miêu A Bảo đó tay đấm chân đá, đánh cho cũng phải nể mặt chủ chứ. Xem chút hắn lấy mạng của tôi rồi, ngài phải lấy mạng chó của hắn giùm tôi. Hồng Gia, hãy làm chủ cho tôi. Xem ra ta phải đi gặp Miếu A Bảo mới được. Trời ơi, lão gia, ông đang làm cái gì vậy? Ta biết là nàng muốn đến Nhai Thành tìm Thế Ngọc, nhưng mà bây giờ đang lúc căng thẳng, cho nên mới ra hạ sách này. Nàng kiên nhẫn ráng chờ thêm vài hôm, khi nào Lý Tiểu Hoàng rút hết tai mắt về, ta và nàng cùng đến Nhai Thành đoàn tụ với Thế Ngọc ha. Lão gia, ông cứ yên tâm đi mà, ta hứa lần này không gây phiền phức cho ông đâu. Vậy tốt rồi. Vậy lão gia có thể đề phòng vạn nhất, nên trối vẫn hơn. Ôi trời ơi lão gia. Phương Đức, nghỉ ngơi đi, để có sức ngày mai diễn kịch tiếp. Màn kịch này thật không dễ đóng. Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Miêu Thi Hoa, nhìn xem. Đi đi. Kì kì. Dương tiểu thư. Nhìn lạ quá. Lý tiểu thư. Lạ quá ha. Cô hắn kìa. Nè. Nó cười thiệt. Nè. Đúng vậy. Ông chủ Dương, cho 10 cái bánh bao. Thật ngại quá, bán hết rồi. Rõ ràng là còn mà, sao ông lại nói hết? Ây trời ơi, cái này để dành cho nhà tôi ăn đó. Hay là cậu đến chỗ khác hỏi xem sao đi ha. Đắc tội Trương Cẩm Hồng, đại nạn giáng xuống còn chưa hay nữa. Trương Cẩm Hồng đến rồi. Chạy đi. Hiếu ca, sao mọi người lại tới đây? Huynh đệ à, chuyện của người khác thì ta không quản, nhưng mà chuyện của đệ ta không thể không lo được. Hồng Gia, hôm nay đột nhiên vào thành, không biết ngài có chuyện gì? Giải người lên cho ta. A Bảo ca, hãy tha cho ta đi, ta biết lỗi rồi. Cô làm cái gì vậy? Ta bắn mặt trời. Ta thấy nóng quá. Đúng rồi, nóng quá. A Bảo huynh đệ, nghe nói hôm qua Đoàn Ngũ mượn danh ta gây phiền phức cho ngươi, đó vốn không phải là ý của ta. Để chứng minh trong sạch, hôm nay ta bắt hắn tạ tội với ngươi. Nghĩ chuyện gì mà vui quá vậy? Hôm nay nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Đoàn Ngũ đúng là hả hê. Nghĩ xem, tên Đoàn Ngũ này bình thường tham lam ngang tàn hống hách, hôm nay lại tự xưng đệ với huynh. Nghĩ tới là thấy mắc cười. Suy đi nghĩ lại,
Trương Cẩm Hồng này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Ta cũng không rõ nữa. Chỉ biết người này không đơn giản, chưa cần làm gì hết đã khiến Quyền Thái Gia cáo lão Huy Điền. Hế? Đoàn Ngũ cũng từ lúc đó bắt đầu đi khắp nơi bốc lột bá tánh. Nếu nói như vậy, hôm nay hắn bắt Đoàn Ngũ diễn màn chịu thỉnh tội, không phải là tốt lành gì rồi. Cho nên Phương Thế Ngọc, Quỳnh nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để lộ sơ hở. Nếu không thì chẳng những là Quỳnh mà còn liên lụy người nhà Quỳnh nữa. Thu Minh, cô tốt với ta quá. Đang làm gì vậy? Thu Minh cẩn thận! Thế Ngọc cẩn thận đó! Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ, không sai, Phi Châm vô ảnh lại vô tông, giang hồ gọi là thiên hạ vô địch Tiểu Toàn Phong. Mẹ của Phương Thế Ngọc miêu thí qua là ta. Có đau không? Hả? Nhẹ chút. Thế Ngọc, mau thoa chỗ này cho mẹ coi. Dạ được, dạ được. Thế Ngọc, xoa đầu gối cho ta đi, đau quá. Xoa đầu gối hả? Chỗ này có đúng không? Thế Ngọc, xoa chỗ này cho mẹ nè. Dạ, mẹ để cho con xoa. Chỗ này hả mẹ? Xoa khuỷu tay hả mẹ? Thế Ngọc, ta muốn xoa đầu gối. Xoa khuỷu tay. 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 Xoa khuỷu tay. Nè. Hay là xé ta ra làm đôi đi. À đúng rồi mẹ, cha của con sao lần này chịu để mẹ đi vậy? Lão già cổ hủ đó làm gì chịu để ta đi chứ. Nếu không phải ta dùng ám chiêu, chắc bây giờ vẫn còn bị trói trên giường đó. Ê, cô cười ai vậy? Không biết lớn nhỏ. Người như cô mà dám dụ dỗ con trai ta, ta nói cô biết nha. Tối hôm nay hai mẹ con ta tâm sự thâu đêm, không thể ngủ với cô được đâu. Ê, ngủ chung với hắn chứ. Mẹ, mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Thế Ngọc, sao còn chưa ngủ chung? Mẹ nói cái gì vậy mẹ? Hai đứa tụi con sống chung phi pháp. À không, sống chung không có động phòng. Thế Ngọc, điểm này thì con không bằng cha con. Nhớ năm xưa cha con thuộc dạng vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Lúc mới quen nhau, ngay đêm đầu tiên đã dương cung rồi. Wow, cha của con lợi hại vậy sao? Chứ còn gì nữa, mẹ đá ông ấy từ trên giường té xuống đất, đến bây giờ lưng vẫn còn đau chưa khỏi kìa. Nhưng mà cũng nói đúng, đi phải nói lại, sau này mẹ vẫn sinh ra con. Cho nên con phải học hỏi cha con, nên ra tay thì cứ ra tay, chứ đừng có do dự đó. Thức dậy đi, thức dậy đi. Thức dậy đi, thức dậy đi. Sáng rồi đừng ngủ nướng nữa. Buồn ngủ quá đi, còn sớm. Mặt trời lên ba ngọn sào còn nói sớm nữa. Hả?
Thế Ngọc, con đắc tội với bao nhiêu người vậy Thế Ngọc? Con đâu có. Chuyện gì vậy? À, Bảo huynh đệ, mọi người đang đợi đệ nè, ra đây nhanh đi. Khiếu ca. Khiếu ca, mọi người. À, Bảo Thu Minh, mọi người thấy đệ cho đoàn ngũ như đòn, còn khiến Trương Cẩm Hồng khua chiên múa trống bắt đoàn ngũ tới đây thỉnh tội. Cho nên sáng nay mọi người chạy tới tiêu cục kêu ta ra mặt, nhờ đệ làm tân đội trưởng đội hộ thành. Không được, không được, không được, không được. Đệ thật không dám nhận đâu. Sao mà không được? Đây là chuyện tốt mà. Tại hạ là mẫu thân của Miêu A Bảo, Tiểu Toàn Phong. Miêu phu nhân quả nhiên phong thái hơn người, thâm minh đại nghĩa. Thâm minh đại nghĩa ha. A Bảo huynh đệ à, đệ đừng có từ chối nữa. Phải đó, ông chủ A Bảo à, đội hộ thành này lỡ mà giải tán, sợ thế lực khác thừa cơ chen vào, nếu ngài nhận trọng trách bảo vệ thành này thì mấy người chúng tôi vô cùng cảm kích. Đúng rồi. Mấy người chúng tôi sẽ góp một phần lương hưởng, chỉ mong bình an. Cái gì ông chủ? A Bảo mới tới nhà thành chưa lâu, chuyện của đoàn ngũ là ngoài ý muốn, khẩn xin các vị ông chủ lượng thứ. Các vị, người học võ luôn nói nghĩa khí. Nếu mọi người đã có ý kiến cử Miêu A Bảo làm tân đội trưởng đội hộ thành thì chúng tôi cũng không từ chối nữa. Tôi thay mặt con tôi nhận trọng trách này. Bá mẫu à, không được đâu mà. Sao lại không được chứ? Mẹ à, đừng gây thêm rắc rối nữa mà. Cứ quyết định vậy đi ha. Đa tạ các vị, biết nhiều người, biết nhiều người lắm đó. Đa tạ các vị nha, xin đa tạ, xin đa tạ các vị. Miêu A Bảo này mới đó đã được lòng tin của bá tánh Nhai Thành, sau này sẽ là mối đe dọa. Bản chất nô lệ của bá tánh, Nhai Thành đang sâu vào trong máu. Huống chi huấn luyện đội hộ thành cần phải có thời gian. Chỉ một Miêu A Bảo thôi không có đáng ngại đâu. Hồng gia nói đúng đó. Bá tánh Nhai Thành tiểu nhân đây hiểu rõ nhất. Miêu A Bảo này sớm muộn cũng gặp kết cuộc thất bại thảm hại. Nhưng mà tiêu cục của Sa Khiếu đóng ở Nhai Thành nhiều năm nay, giờ lại thêm một Miêu A Bảo chen chân vào cản trở, xem ra không dễ đối phó đâu. Hồng gia có đối sách gì? Tìm cho ta vài người lạ mặt đi. Hiệu trường nha môn. Hộ vệ Nhai Thành không phụ trọng trách. Hộ vệ Nhai Thành không phụ trọng trách. Không sợ cường địch, giúp nghèo cứu yếu, đây là nhân phẩm đạo đức căn bản của người luyện võ. Chúng ta được bá tánh ủy thác bảo vệ Nhai Thành, hết lòng làm việc cho bá tánh. Một là bỏ thói bất lương, bóc lột mồ hôi nước mắt của bá tánh, xem việc giúp bá tánh an định là trách nhiệm. Ta phải đi sắc thuốc để họ có sức mà luyện. Mẹ, đừng nói mẹ định dùng phương pháp huấn luyện ma quỷ. Mẹ nhìn họ kia, thôi bỏ đi. Không có trụ nổi đâu. Con chẳng hiểu cái gì chứ, hiệu quả hơn cách của con người. Không đánh nữa, không đánh nữa. Trời nóng quá trời à. Rốt cuộc Miêu sư phụ bắt chúng ta luyện tới chừng nào đây? Không biết nữa. Ta tưởng đội hộ thành cũng nhàn như trước đây nên mới tham gia, ai ngờ mệt muốn chết luôn à. Nếu như ai thấy mệt thì rút lui đi. Được rồi, được rồi. Mệt ra thì cũng có mệt, nhưng mà ta nói nghe, phúc lợi của đội hộ thành nó cũng tốt lắm đó. Chỉ cần mỗi tháng có ngân lượng, như vậy là được rồi. Đúng vậy. Vậy là được rồi, có gì đâu. Phải rồi. Được rồi. Sao hả? Lại đây. Cái gì vậy? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả? Làm gì có ngân lượng? Tất cả chúng ta đang làm việc không công đó. Đoàn ngũ à, người nói vậy là có ý gì? Đúng vậy. Lúc trước khi đội hộ thành do ta quản, thu phí khắp nơi mới có chút đỉnh. Bây giờ ngân lượng của mấy ông chủ Nhai Thành bỏ ra còn không đủ chi phí hàng ngày của đội hộ thành.
Bây giờ Miêu A Bảo lại ra lệnh cấm được? Không thu phí, lấy đâu ra ngân lượng trả cho các người chứ thiệt tình. Vậy sao mà được? Sao được? Lý nào chúng ta lại làm việc không công chứ? Không đúng. Không đúng nha. Gì vậy? Vậy người đến đây làm gì? Hả? Ta không đến đây thì không còn chỗ nào để đi. Vậy cũng đúng. Cũng đúng. Món đồ gì quá hạn á thì cũng chỉ dứt đi thôi. Trong sách nói xe cũng như nữ nhân, ai mà chịu để nữ nhân của mình ngày ngày bị người khác dùng chứ. Ôi da trời, ôi da, ôi da, ôi, ôi. Ờ, sao vừa đi sắc thuốc một lúc đã giải tán hết rồi ta? Không phải giải tán, than mệt trốn hết rồi. Đã nói đội trưởng hộ thành không dễ làm rồi mà. Thế Ngọc, do phương pháp của con không đúng. Xem ta đi. Miêu Phu Nhân, Miêu Phu Nhân, đau 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 đau. 10 loại cực hình mãn thanh hả? Đây là pháp bảo trấn trạch của ta. Mấy thanh trúc này giúp xương cốt của người cứng cáp hơn, còn ngâm dược liệu giúp cơ bắp của người săn chắc hơn, khả năng chịu đòn cũng sẽ dẻo dai hơn. Cái này nha, ngâm thường xuyên mới có thể giống như A Bảo luyện tới cảnh giới mình đồng da sắt. Thần kỳ dữ vậy sao? Vậy sau này không sợ Miêu A Bảo đánh mình nữa. Bạch Hổ Trại. Hồng gia, mọi chuyện đúng như ngài đoán. Đám tân binh vừa nghe không có lương hưởng, kéo nhau rút khỏi đội hộ thành. Làm rất tốt. Nhưng mà người khoan vội đắc ý, Miêu A Bảo này không phải là người bình thường đâu. Hãy theo sát hắn cho ta. Dạ. Mặt của ngươi bị làm sao vậy? Không dạ, không biết đâu. Cách huấn luyện của Miêu phu nhân đó rất mới mẻ. Lúc trước tôi chỉ cảm thấy Miêu A Bảo này hơi kỳ lạ thôi. Cơ thể cứng như đá, giống như mặc áo giáp, kim can bất hoại. Không ngờ hôm nay Miêu phu nhân nói với tôi, Miêu A Bảo từ nhỏ dùng thanh trúc nẹp vào cơ thể, đồ ngâm dược thảo, luyện được thân thể mình đồng da sắt. Hên là hôm nay tôi được thử trải nghiệm một lần, hiệu quả thật sự. Không tin ngài thử đi. Hồng gia thần lực phá núi lấp biển. Những gì ngươi vừa nói có thật không? Không chút gian dối. Miêu A Bảo đến Nhai Thành này bao lâu rồi? Đến chưa đầy 2 tháng nữa. Ta từng nghe nói con gái của lão ngũ Thiếu Lâm Miêu Hiển, Miêu Thí Hoa dùng thanh trúc nẹp người và ngâm dược liệu huấn luyện cho con, mà người này lại là một công thập hổ, Thiếu Lâm danh tiếng lẫy lừng, Phương Thế Ngọc. Miêu Thí Hoa, Miêu A Bảo. Miêu A Bảo có thể là Phương Thế Ngọc đến từ Hàng Châu, đã thương huynh đệ của ta Lôi Lão Hổ. Ngươi lập tức lên đường đến Hàng Châu, đi tìm Lôi phu nhân của Lý Tiểu Hoàng, nói chuyện Phương Thế Ngọc đang trốn ở Nhai Thành cho cô ta biết đi. Dạ Hồng gia. Đúng là ông trời giúp ta. Ta đang lo không biết làm sao thuyết phục Lý Tiểu Hoàng giao tuyến đường thủy lại cho ta. Bây giờ có thứ để trao đổi rồi. Ý Hồng gia, 3 ngày nữa Tiêu Hoa Cục sẽ áp tiêu về Nhai Thành. Không biết ngài có dự tính gì hả? Ta đã có đối sách rồi, không cần phải hỏi nhiều. Dạ Hồng gia. Ba ngày sau,
Chưa. Các vị sư phụ, làm ơn cho hỏi, đến Nhai Thành đi đường nào? Hai vị đây là... À, ta là Trần Bình, đây là huynh đệ của ta, Lý Diệt. Chúng tôi là võ sinh đoàn kịch Khôn Thành. Dạo này, Khôn Thành dịch bệnh tràn lan, đoàn kịch chúng tôi cũng giải nghệ. Vì kế sinh nhai, nên lặn lội đến Nhai Thành. Tại hạ tiêu đầu tiêu cục Nhai Thành, Sa Khiếu. Tại hạ nhị tiêu đầu, Âu Dương Tính. Ờ... Các ngươi là ai vậy? Giết hết không tha. Đa tạ. Rút. Đại ca, không phải người trong thành. Hơn nữa trên tay không có hình đầu hổ, xem ra không phải người của Bạch Hổ Trại. Nhưng mà hiện giờ chúng ta đang ở lãnh địa của Bạch Hổ Trại. Con người Trương Cẩm Hồng thâm sâu khó lường, chuyện này chắc chắn có liên quan tới hắn. Dùng sức. Đứng tấn cho vững. À, Bảo huynh đệ. Dừng. Nghỉ mệt một lát đi. Qua kia uống nước đi. Vậy thôi. Mệt rồi. À, Bảo huynh đệ, mọi người đi đâu hết rồi? Sao còn có bấy nhiêu người vậy? Bọn họ nghĩ tập luyện quá khổ, lại không có lương hưởng, nên đa phần vì vậy rút lui rồi. À, hai vị huynh đệ này là... Ê cà, để xem đầu óc của ta kìa. Quên giới thiệu cho đệ. Trần Minh, Lý Diệt. Hôm qua bọn ta áp tiêu về thành, dọc đường gặp phải thổ phỉ. May có nhị vị huynh đệ này ra tay tương trợ. Ta định là giữ hai người họ lại tiêu cục. Nhưng bây giờ xem ra đội hộ thành của đệ đây đang cần người hơn ta. Không biết nhị vị huynh đệ ý như thế nào vậy? Xin nghe tiêu đầu sắp xếp. Tốt quá rồi, tại hạ vinh hạnh. Hôm nay ta rất vui, bao hết Tấn Phúc Trang, làm tiệc tẩy trần cho hai vị huynh đệ, uống thật sảng khoái. Không say không về. Không say không về. Tửu lầu Tấn Phúc Trang. Ra đường gặp quý nhân, cạn chung. Đâu? Cạn. Được, cạn. Cạn. Đại ca. Khiếu ca, huynh sao vậy hả? Huynh ấy sai rồi đó. Đại ca, huynh bị sao vậy? Đại ca. Khiếu ca. Đại ca. Ca. Để là A Bảo. Đại ca, huynh say rồi. Hôm khác hãy so tài đi. Đại ca. Nè, sao tiêu đầu? Sao tiêu đầu huynh đệ đó? Khiếu ca, huynh mà đánh nữa, đệ sẽ đáp trả đó.
Đại ca. Đại ca. Đại ca. Miêu A Bảo, người giết đại ca của ta. Vì ca ta. Vị Đương gia, trong này chắc chắn có hiểu lầm. Phải đó. Giết người đền mạng. Miêu A Bảo, ngươi đền mạng cho đại ca của ta. Dừng tay. Mẹ. Nhị Đương gia, bình tĩnh. Miêu phu nhân, đây là ân oán cá nhân giữa ta và A Bảo. Làm phiền hai vị tránh mặt một lát. Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Khoan, Miêu phu nhân, bà định làm gì? Nhị Đương gia, tuy thi thể của Sa Tiêu Đầu không có gì bất thường, nhưng mà ta cảm thấy những biểu hiện này là do bị trúng độc. Trúng độc? Ta cũng không dám khẳng định, nhưng mà lúc trước ta từng học qua y thuật, chúng ta có thể dùng ngân châm để thử độc. Ba ngày sau, Bạch Hổ Trại. Vương Thế Ngọc đang ở đâu? Đại tẩu, không kịp nghênh đón, thật kính thật kính. Cẩm Hồng, giữa chúng ta không cần phải khách sáo với nhau đâu. Lý do hôm nay ta đến rất đơn giản, chính là lấy đầu của Phương Thế Ngọc. Nếu là như vậy, đại tẩu không cần nóng vội. Nếu như thuận lợi thì tối hôm nay chúng ta sẽ đi nhặt xác của Phương Thế Ngọc. Cát. Thôi về. Cát. Đi thôi. Về. Từ. Từ khi ta đến Nhai Thành, mệt rồi. Khiếu ca luôn đối tốt với ta. Chuyện của người khác thì ta mặc kệ, nhưng mà chuyện của đệ thì ta phải quản. Ta vốn định giữ hai người họ lại tiêu cục, nhưng mà bây giờ xem ra đội hộ thành của đệ đang cần người hơn ta rồi. Nhưng mà bây giờ Quỳnh ấy vì ta mà chết. Quỳnh đệ, ngày mai bọn ta theo ngươi đến tiêu cục giải thích, tin là Nhị Đương gia cũng không làm khó ngươi đâu. Nè huynh đệ. Vậy đi. Ê A Bảo. Ê. Ôi, ai vậy? Các người đúng là diễn hay thật đó. Hắn đâu rồi? Ê, ở đây nè. Đã hứa rồi, hôm nay không say không về. Đúng. À, phải vậy chứ. À, nhất định. Có một loại độc đến từ Tây Dực, nó thông qua hơi thở vào trong tâm phế. Người bị trúng độc lục phủ ngũ tạng xung huyết, biểu hiện tức giận, thậm chí điên cuồng tấn công người khác, nhưng lại không thể chịu được tổn thương. Người trúng độc sau khi chết nhìn rất bình thường, nên không dễ gì bị phát hiện. Nhưng mà ngân châm gặp loại độc này biến thành màu xanh, phần cổ người trúng độc nổi dích bầm đen,
kèm theo biểu hiện nổi mẩn màu huỳnh quang. Loại độc này chính là mạng đà la của Tây Vực và đứng đầu trong 10 loại kịch độc. Các ngươi lần đầu đến Nhai Thành này tất nhiên có hiềm nghi lớn nhất. Ta đoán là các ngươi biết Sa Tiêu Đầu bình thường không thể thiếu thuốc, nên đã bôi độc lên đầu ống điếu của ngài ấy. Sa Tiêu Đầu. Nhưng mà tất cả chỉ là suy đoán. Vì để chứng minh hai người là kẻ đầu độc, trong lúc huấn luyện ta lén kiểm tra y phục của các ngươi, nhưng mà không phát hiện tàn tích của phấn hoa mạng đà la. Nhưng không có nghĩa các ngươi không phải hung thủ. Ta suy đoán, nếu các ngươi giết chết Sa Tiêu Đầu nhưng mà không lập tức rời khỏi đây, chứng tỏ các ngươi vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, mà các ngươi lại ngày đêm tìm cách tiếp cận A Bảo. Ta tin chắc mục tiêu tiếp theo của các ngươi chính là nó. Lão hồ ly. Mẹ, con có chuyện này vẫn còn chưa hiểu. Tại sao Khiếu Ca chỉ tấn công một mình con? Lúc trước thì mẹ cũng không hiểu, đến khi mẹ đọc y thư, tình cơ phát hiện người bị trúng độc qua mạng đà la sẽ rất mẫn cảm đối với mùi của thực vật chí cương hai lá mầm, sản sinh tính bày xích mãnh liệt. Mẹ liền nhớ tới mùi trên người của con lúc đó. Người con có mùi gì kỳ lạ quá vậy? Đó chính là mùi của hoa bồ đề. Mà hoa bồ đề lại là thực vật chí cương hai lá mầm. Chắc chắn là hai người vì muốn Sa Tiêu Đầu đánh nhau với A Bảo, dấy lên mâu thuẫn giữa Tiêu Cục và A Bảo, nên đã bôi lên người A Bảo loại dầu của hoa bồ đề. Ngoài ra còn một manh mối quan trọng hơn là trong lúc ta nghiệm thi cho Sa Tiêu Đầu, vô tình phát hiện sau lưng ngài ấy có hai đốt sống bị gãy, khiến ta càng khẳng định sau khi Sa Tiêu Đầu trúng độc trong lúc giao thủ với A Bảo, A Bảo không nỡ xuống tay. Chắc chắn là ngươi. Sa Tiêu Đầu dùng lực thật mạnh đẩy lưng ngài ấy, làm sản sinh xung lực cực lớn. Dùng vào tưởng A Bảo dùng quyền đánh ngài ấy dẫn tới mất mạng. Chiêu mượn đao giết người của các ngươi đúng là không có chút sơ hở. Bây giờ thì chân tướng mọi chuyện đã rõ. Các ngươi không buông tay chịu trói đi. Bắt lại cho ta. Dạ, dạ. Rốt cuộc thì các ngươi là ai? Tổ chức Thích Sát Ma Sa Tây Vực Nam Sát. Hắc Hổ, Trương trại chủ kêu ta hầu hạ các ngươi. Gặp phải đối thủ rồi. Ta từng nghe qua tổ chức này, chúng giỏi dùng tà thuật và ma công, hãy cẩn thận đó. Nộp mạng đi. Here!
Rút nanh của người, đánh mặt của người, giúp đời của người, đá mông hổ người. Ta đánh mông hổ của ngươi, đá, ta đá, ta đá, ta đá. Nhị ca, Quynh không sao chứ? Cầm cự được. Bên đây. Phương Thế Ngọc, ngươi ra đây cho ta. Lý Tiểu Hoàng. Đệ chính là Phương Thế Ngọc. Các người không còn đường thoát nữa rồi, đưa tay chịu trói đi. Phương Thiếu Hiệp, mau qua đây, tôi dẫn mọi người đi cửa sau. Mau lên. Đi thôi, mau lên. Đi. Mau. Mọi người đi đi. Nhị ca. Mau chạy đi, nếu không sẽ không ai thoát được. Nhị ca, cái địch mạnh chúng ta yếu, lý trí lên, đi thôi. Nhị ca. Đi mau. Đi đi. Thế Ngọc. Nói, Phương Thế Ngọc đang ở đâu? Đuổi theo cho ta. Khoan, đại tổ đừng vội. So với truy đuổi kinh động nhiều người, chỉ bằng chờ hắn tự sa vào lưới. Mau qua đây xem. Trời ơi, gì vậy? Có gì đâu, có gì. Mọi người mau qua đây xem. Mọi người qua đây xem đi. Tôi coi đi. Chợ mau rồi về. Qua đây xem đi. Có cái gì vậy? Tôi không biết chữ. Trên đó viết cái gì vậy? Các tiêu sư của Tiêu Cục Nhai Thành cấu kết khâm phạm triều đình, Phương Thế Ngọc tội đáng muôn chết. Ba ngày sau chém đầu thị chúng. Nếu ai dám bao che, đồng xử tội chết. Sao lại như vậy? Thi thể khiếu ca chưa lành, nhị ca lại vì chúng ta mà gặp nguy hiểm. Ta không thể để nhị ca có mệnh hệ nào được. Thế Ngọc, Quynh bình tĩnh đã. Giờ thực lực giữa chúng ta và Trương Cẩm Hồng, Lý Tiểu Hoàng chênh lệch quá lớn. Nếu hành động lỗ mãng, chẳng những không cứu được nhị ca, cái mạng của chúng ta cũng khó giữ. Không sai. Không được cường công, chỉ được dùng trí. Trại chủ, Lô phu nhân, hôm nay tiểu nhân lục soát Nhai Thành nguyên cả ngày. Những nơi Phương Thế Ngọc có thể lui tới đều lục soát qua một lượt, nhưng mà vẫn không tìm ra. Chẳng lẽ Phương Thế Ngọc mọc cánh hay sao hả? Đại tổ khoan dội, chúng ta đã cho gián cáo thị rồi. Giờ ngọ ngày mai, xử trảm người của Tiêu Cục, lúc đó Phương Thế Ngọc nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng bọn người Phương Thế Ngọc lắm mưu nhiều kế, chỉ sợ ngày mai lại để chúng chạy thoát mà thôi. Xin người hãy yên tâm, trại chủ đã có sắp xếp rồi. Đại tổ, mời. Ngày mai hành hình sẽ có rất nhiều bá tánh đến bu quanh mà xem. Bọn người Phương Thế Ngọc võ công cao cường, trong Nhai Thành lại có nội ứng của chúng, không thể xem thường. Ta đã phái cao thủ của Bạch Hổ Trại và những người lạ mặt cà trộn vào trong bá tánh, cầm sẵn đoạn đao. Bọn người Phương Thế Ngọc đó xuất hiện sẽ ra tay lúc bọn chúng không phòng bị. Ngày mai trên pháp trường, ngoại trừ bọn thổ phỉ và đội quả thương ra, bọn chúng sẽ còn sắp xếp cao thủ để thừa cơ tập kích chúng ta. Trên tay bọn chúng đều có ký hiệu hình đầu hổ. Thế Ngọc, Bá Mẫu, hai người cải trang trà trộn vào bá tánh, tìm những người có ký hiệu rồi dùng châm độc châm vào người chúng. Hãy chúng dùng lực, chúng sẽ lập tức ngất xỉu ngay. Hơn nữa, bá tánh đến pháp trường rất đông, cho nên mọi người nhớ phải thật cẩn thận. Hai tự thành và pháp trường vừa hay tạo hình tam giác, hơn nữa đứng ở đây có thể tiện quan sát toàn bộ những người ra vào pháp trường. Từ đây có thể quan sát toàn bộ diễn biến bên dưới. Chúng nhất định bố trí nhân thủ ở ba điểm này, tập trung quả lực nhiều nhất, chúng ta phải hạ nó trước. Thu Minh, cô giỏi thiên xạ, cô phụ trách bọn người này. Còn bốn người các huynh phụ trách hai điểm còn lại. Những người khác mai phục xung quanh pháp trường.
chúng ta tập trung hỏa lực ở ba nơi này, phối hợp tấn công với võ lực ở bên dưới. Bọn người Phương Thế Ngọc cho dù có thuật phi thiên độn thổ cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Trời ơi, tại sao lại vậy chứ? Để coi. Nặng quá. Rốt cuộc phạm tội gì? Sao phải làm sao biết nữa? Phạm tội gì không biết nữa. Thiệt ra câu chuyện này tôi cũng không hiểu. Tình sao lại như vậy được chứ? Kẻ như vậy mà không hiểu luôn á. Thì tụi này phải chém đầu thiệt cho là đúng sao? Rồi tại sao lại có quan sai gì đâu. Phải đó. Các vị, Nhai Thành chúng ta trước giờ vẫn luôn là một nơi tuân thủ pháp kỷ, nhưng mà gần đây có một tên khâm phạm triều đình ngang nhiên trà trộn vào trong thành. Hắn ngông cuồng ngạo mạn, tác quái tác quái, từng là trọng phạm ở thành Hàng Châu, nhưng đến giờ ê tiêu giao người làm gì vậy? Chớ sợ tiếc thôi mà sỉ nhục của Nhai Thành. Ta thấy người chán sống rồi đó. Chính là vì Phương Thế Ngọc này, hắn có đồng đảng, bọn họ giúp cho Phương Thế Ngọc bỏ trốn, coi thường dương pháp, nghịch với thiên đạo. Bọn họ chính là Tiêu Cục Nhai Thành, Âu Dương Tính cùng các tiêu sư. Nói nhiều mệt quá, đi đi đi, vào trong ngồi nghỉ đi. Đi. Để trả lại yên bình cho Nhai Thành ta, phải đem bọn họ bêu đầu thị chúng như lời cảnh tỉnh. Thời khắc đã tới, hành hình. Kẻ nào đó? Chuyện này là sao? Tất cả súng của chúng ta bị bọn họ giở trò rồi. Khốn kiếp. Thiếu Lâm Phương Thế Ngọc ở đây. Phương Thế Ngọc, Ah!
Phương Thiên Ngọc, tất cả dừng tay. Trời ơi, mẹ, mẹ, cầm miệng lại đi, mau thả bọn họ ra đi. Phương Thiên Ngọc, ngươi còn không đầu hàng thì ta sẽ giết họ. Đừng mà, đừng mà. Giết thì giết ta, đừng giết phu nhân của ta. Cầm miệng, quỳ xuống. Mau thả bọn họ ra, ta tùy các ngươi xử lý. Phương Thế Ngọc, ngươi quỳ xuống cho ta. Đoàn Ngũ, nếu ta đếm tới ba, hắn còn không chịu quỳ xuống thì giết hết bọn chúng đi. Ba. Đừng mà. Phu nhân, Trương Cẩm Hầu, ngươi là tên khốn. Đoàn Ngũ, ta liều mạng với ngươi. Trương Cẩm Hồng, Phương Thế Ngọc, người cứng đầu lắm chứ gì? Hả? Thế Ngọc, Thế Ngọc, người ở Nhai Thành đều biết, chống đối với Trương Cẩm Hồng này chỉ có con đường chết mà thôi, không ai ngoại lệ. Đừng mà. Thế Ngọc, Thế Ngọc, Thế Ngọc, mọi người đến cứu đệ đi. Cha, Mỹ Ngọc, Hiếu Ngọc, lão gia. Lão gia. Ôi trời. Ây trời, lão gia. Trời ơi, phu nhân. Lão gia. Là, không sao chứ? Thiếp không sao, gặp chàng là thiếp khỏe liền. Nhận được phi cấp truyền thư của nàng, ta lập tức phóng ngựa chạy tới Nhai Thành liền. Trời ơi lão gia, chàng đến đúng lúc thật đó. Thiếp biết chàng thương thiếp nhất mà. Ôi trời. Cô nương,
Cô không sao chứ? Tôi không. Lão gia, nàng có sao không? Không sao. Trời ơi lão gia, hãy mau qua giúp các con đi. Thầy cứ yên tâm về thiếp đi hả? Tiểu tử thúi, hãy lơ là một chút, biết ngay con sẽ gây chuyện mà. Dạ, dạ quy để sau hãy nói. Chiến đấu trước đã. Được. Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Dì ca, Nhai Thành sau này giao lại cho huynh. Yên tâm đi Thế Ngọc, lần này đường xá xa xôi, để nhớ phải bảo trọng đó. Mẹ, con vẫn còn chút chuyện. Mẹ biết rồi. Mẹ đã biết rồi sao? Mẹ, mẹ học được chiêu này khi nào vậy? Bí mật. Không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. Dạ. Hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ.